Hello xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục với NFT game Fantasy Minter tại địa chỉ fantasyminter.io thì mình đã có video review về con game này trên kênh của mình. Các bạn có thể xem lại đây các bạn. Video 103 và trong video này mình cũng có chơi cái bạn test của con game này luôn. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật các sự kiện sắp tới của NFT game Fantasy Minter. Thì cái sự kiện sắp tới của game là đợt bán Feline đó bạn. Thì Fairlane là một đợt bán Token theo dạng công khai thời điểm ra mắt không có bất kỳ hình thức khai thác trước nào như là Private hay Public hay các vòng SHIB uh, hoặc là ICO bạn thì nó sẽ không có cái đợt bán Token nào trước đó cả và mọi người đều có thể tham gia vào cái đợt Fairland, Fairland này một cách công bằng và như nhau nhé bạn Thì đây chính là cái link uh, Fairlane của NFT game Fantasy Winter Thì cái đợt bán Fallen này sẽ chạy trên bin sale nha bạn Và thông tin của cái đợt bán này Thì cái địa chỉ resale sẽ là cái địa chỉ này các bạn Và cái token của nó là đồng FTS Cái contract của cái token nữa bạn và cái lượng supply của cái đồng FTS là 100 triệu Và token cho cái resale là khoảng 8 triệu nhớ bạn Token dành cho thanh khoản khi mà cái token này được list sàn sẽ là 6 triệu Và cái subcast mà cái đợt file này hướng đến là 100 BNB các bạn Thời gian mà bán cái vòng file này sẽ là bắt đầu khoảng vào ngày 14 tháng 3 sắp tới các bạn 20 giờ ngày 14 tháng 3 Và kết thúc là vào khoảng 8 giờ UTC ngày 17 tháng 3 nhé bạn. Và sau đó nó sẽ được list bên Skywap. Nó sẽ list trên bên Skywap nhé bạn. Và cái phần trăm cho thanh khoản sẽ là 75%. Và thời gian mà lóc thanh khoản sẽ là 365 ngày. Sau khi cái pool này kết thúc. Thì đây chính là cái uh, lượt đồ phần trăm. Cái dòng resell là 8% nữa bạn. Thanh khoản là 6%. Lock sẽ là khoảng 38 phần trăm và inlock khoảng 48 phần trăm thì để mua được cái uh, file này các bạn cái đợt bán file lên này thì các bạn sẽ nhập số mà các bạn mua bằng Bimbi nữa các bạn các bạn sẽ nhập vào đây và mua các bạn chờ đúng cái thời gian này nha, các bạn cái chờ đúng cái thời gian bắt đầu này và các bạn vào các bạn nhập mua thì cái lượng của nó là khoảng 100 BNB cho nên là các bạn cần phải nhanh tay để mua được cái token này và ai cũng có thể mua được hết nhớ các bạn các bạn không cần phải nằm trong whitelist hay bất cứ, cứ, gì cả các bạn đều có thể mua được thì đó chính là cái đợt bán phe sắp tới của NFT game Fantasy Minter thì bây giờ mình sẽ chơi cái bản test cho những bạn nào mà chưa có trải nghiệm con game này để các bạn có thể biết được cái gameplay này của của Fantasy Winter nó sẽ như thế nào thì để tham gia cái bản test này các bạn click vào beta test và cái bản test này các bạn có thể tham gia uh, đều tất cả các bạn đều có thể tham gia nhé bạn và các bạn không cần bất cứ điều kiện nào để tham gia hết thì các bạn sẽ click vào phần login connect của các bạn. Ví của các bạn vào đây. Thì các bạn nhớ là đổi sang cái phần testnet nha các bạn. Thì để đổi sang cái phần testnet. Cái mạng testnet thì các bạn cần phải vào cái phần này chainlist.org. Các bạn click vào phần testnet này, sau đó các bạn connect ví. Các bạn sẽ BC thì cái phần này mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa có ép cái mạng testnet vào trong ví metamask của các bạn và các bạn sẽ ép lần đầu tiên các bạn ép vào phần này các bạn bấm chuyển mạng thì bây giờ mạng của các bạn đã qua đến cái mạng testnet rồi đây các bạn Tiếp theo đó là các bạn sẽ get cho mình BNB tại địa chỉ testnet bin org Và các bạn sẽ nhập cái địa chỉ của mình vào thì các bạn thấy là nó hiện lên cái dòng này là đã các bạn đã get được một pin bi rồi và cái việc mà các bạn get pin bi này sẽ dùng làm phí cho cái mạng testnet nhé bạn để các bạn có thể trải nghiệm những cái nft game ờ... Thì mình sẽ vào lại cái Fantasy Minter Thì các bạn thấy là lượng token nó tăng lên các bạn và mỗi ngày các bạn chỉ được get một BNB. BNB này sử dụng cho mạng testnet thôi, cho nên là để các bạn có thể test được những cái con game NFT. Sau đó các bạn login vào cái phần này. Connect ví nữa bạn. Và các bạn chơi thôi bạn. Thì trong cái phần này mình đã có mua những cái con uh, Bot này rồi. Những cái con uh, quái vật này rồi những cái con tướng các bạn mình đã mua những cái con tướng này rồi các bạn thì mình được một rare và một common thì để mua các bạn click vào cái phần buy box này thì khi mà các bạn vào test con game này á thì các bạn sẽ được cung cấp khoảng một 000 fts để các bạn có thể mua cái box này sau đó các bạn click vào phần buy và cần cầm phim là các bạn đã mua rồi do mình mua hai con nữa các bạn cho nên là mình không còn đủ token fts nữa thì đó là cái phần để các bạn min những con hero Và các bạn sẽ đánh ở cái phần Star Battle để bạn Và các bạn thấy là uh, cái phần này nó sẽ có là HP đó các bạn, 100 HP. Thì để mình đánh cho các bạn xem là mỗi ngày chúng ta sẽ được đánh được bao nhiêu trận nó có chỉ số hb có chỉ số attack và chỉ số depth nữa bạn thì các bạn lít vào sân bắt đồ này là các bạn đã đánh được rồi thì các bạn sẽ nhận được những cái vật phẩm để các bạn có thể bán đổi ra cái đồng fts thì mình đánh mình nhận được cái đồng này cái vật phẩm này các bạn thì các bạn có thể thấy là uh, mình bị trừ cái hb ở đó các bạn tức là bị trừ khoảng 25 thì mỗi ngày các bạn sẽ đánh được khoảng 4 trận. Tiếp theo mình sẽ đánh cái con comment này. Thì mình được một cái ọt này các bạn. Thì cũng vậy luôn là tốn 25 HP cho mỗi trận thì mỗi ngày sẽ đánh được khoảng 4 trận. Thì con game này nó khá là đơn giản các bạn. Thì sau khi mà các bạn được những cái vật phẩm như thế này thì các bạn sẽ vào cái phần inventory để các bạn bán những cái uh, vật phẩm mà các bạn đánh được. Thì các bạn thấy là cái quyển sách này mình bạn sẽ bán được khoảng 4 token FTS nè. Và cái viên ngọc này sẽ bán được khoảng 2 token FTS và các bạn click vào đoạn phần này để bán. Và cái số FTS nó lên rồi nữa bạn. Về phần grab thì phần này các bạn cần phải có những cái vật phẩm legendary để có thể ráp lại nha các bạn. Và các bạn cần phải có những cái red này nè để có thể rap Thì con game này nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ nói về một chút về các thông tin trong cái tập tài liệu White Paper của game. Thì đầu tiên là cái phần gameplay về phần item đấy các bạn. Gameplay thì chúng ta đã trải nghiệm qua cái bản test rồi. Và các bạn đã hiểu khá là rõ về cái gameplay của Fantasy Minter rồi. Còn cái phần item này mình muốn show cho các bạn là cái giá của những cái item mà các bạn có đánh được. Đây các bạn thấy là cái giá của nó là khoảng cho cái đồng cho cái ọt đó các bạn, cái vật phẩm là ọt và common là khoảng 2. FTS cái bút là khoảng 4 nữa bạn. Nãy mình bán cái bút là khoảng 4. Cái nắc là dây chuyền là khoảng 5. Vũ khí quy bình là khoảng 20, cạc là khoảng 40. Thì vật phẩm này nó sẽ rơi ra là ngẫu nhiên nha bạn. Về phần Rare thì nó sẽ giá cao hơn đó bạn 4, 8, 10, 4, 40 và 80 Epic là, sẽ là 7, 14, 16, 70 và 140 Và odd sẽ là 10, 20, 25, 100 và 200 nữa bạn Cho cái phần Legend Độ hiếm Legend Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái tính năng rút Thì các bạn sẽ có random ra mỗi giờ nha bạn và nó sẽ rơi vào khoảng 6 đến 8 phần trăm các bạn rút thì cái phần trăm rút của nó sẽ biến động theo mỗi thời gian nhé bạn tức là sẽ có một khoảng thời gian là nhiều người rút quá thì cái phần trăm của nó sẽ uh, cao còn cái khoảng thời gian mà ít người rút thì nó sẽ nhỏ lại hoặc là tùy theo mà random thì nó sẽ từ khoảng 6 đến 8 là cái phí start để các bạn rút token ra khỏi game để có thể bán nha bạn về cái việc mà đốt token thì cái việc đốt token này sẽ giúp ổn định cái giá của token khi mà con game này chính thức ra mắt nha bạn và thường thì các game game nó sẽ có cái cơ chế để cho các bạn đốt token để có thể ổn định giá game để ổn định giá của token bởi vì khi mà một con game play to earn mà không có các cơ chế đốt token đó bạn thì họ chỉ những người chơi họ chỉ rút token này ra và bán thôi thì nó sẽ khiến cho cái chạc của uh, các token trong game nó bị sập và từ đó là những cái game này sẽ không có ai tham gia nữa. Và nó sẽ thất bại nha bạn. Thì cái cơ chế đốt token của game là một việc mà sẽ chắc chắn là có trong những cái con game mà các bạn tham gia. Thì cái cơ chế đầu tiên là cơ chế uh, nạp năng lượng Nạp cái HP đó bạn Refuel HP Thì các bạn có thể sạc được cái uh, máu Thì một lần các bạn sẽ sử dụng 25 HP Và các bạn có thể sạc lại bằng cách sử dụng cái đồng token FTS Và nó sẽ có khoảng 24 giờ cooldown nha các bạn Tức là các bạn sử dụng cái chức năng này xong Một lần xong trong ngày đó thì nó sẽ mươi cool 24 giờ, 24 giờ sau các bạn mới có thể sử dụng được cái chức năng này lại. Mỗi ngày các bạn chỉ sử dụng được một lần thôi. Về phần rap item thì các bạn sẽ phải có tìm kiếm những cái item từ những con monster này và mang những cái item này đi rap thì rap các bạn sẽ sử dụng token FTS để uh, rap nó và có được những cái sức mạnh cao hơn. Nâng cấp nhân vật đó các bạn. Thì nâng cấp sức nâng vật các bạn cần phải sử dụng các item Và hoặc là từ rap để nâng cấp chúng Thành những nhân vật có những cái khả năng mạnh hơn Để gia tăng cái sức mạnh của các nhân vật các bạn Lost Theory là một cái mini game Là cho phép người chơi thắng và uh, Giống như là một vé, vé số trong game các bạn, các bạn có thể thắng được những cái giải lớn và các bạn cần phải sử dụng token FTS Để mua những cái vé số này và phi là cái phần phí các bạn withdraw thì nó nằm ở phần này các bạn tiếp theo thì là đồng token nomis của trong con game này là fts và mình đã có nói với các bạn rồi là cái lượng supply của nó là 100 triệu và nó có mã fts các bạn và cái địa chỉ contract của nó con game này thì cái lộ trình phát triển của nó là khoảng vào quý 3 tháng 3 này các bạn tháng 3 2022 này thì con game này nó sẽ ra mắt nhé bạn ra mắt game và cái thị trường marketplace nó cũng sẽ ra mắt và cái tính năng được ra mắt trong cái uh, đợt ra mắt game này là PVE nữa bạn thì đó chính là những cái lộ trình phát triển trong cái tháng 3 này. Và con game này được KYC trên Pincel sale nha bạn. Đây, thì con game được KYC trên binh sale và nó có cái đợt phe lên trên binh sale luôn thì các bạn hãy đặt cái ngày để các bạn có thể tham gia vào cái đợt phe lên này để có thể mua cái tóc cần với cái giá tốt và được uh, audit bởi tech audit nữa các bạn thì mình sẽ tổng hợp lại các sự kiện sắp tới của NFT game Fantasy Mentor thì sắp tới là Fantasy Minter sẽ có đợt bán token theo hình thức phe thì hình thức này được hiểu là một dạng bán token giống với Ido hoặc là các vòng đi sale nhưng mà nó sẽ diễn ra một cách công bằng và tất cả mọi người đều có thể tham gia và mua token theo cái hình thức phe này các bạn. và token nó sẽ bán theo hình thức phe lên trên bin sale. các bạn có thể truy cập vào cái đường link này mình sẽ để cái đường link này trong phần description để các bạn có thể truy cập nha và sẽ có lượng cung của đồng token FTS là 100 triệu và cái đợt bán này sẽ có khoảng 8 triệu đồng token FTS được bán thanh khoản cho token sẽ là 6 triệu nữa bạn shop cash sẽ là 100 BNB và cái đợt bán này sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 3 vào 20 giờ UTC và kết thúc vào ngày 17 tháng 3 8 giờ UTC và sau đó nó sẽ được list trên sàn Wap. Thì các bạn sẽ mua đồng token này bằng đồng BNB Các bạn kết nối ví ở phần này các bạn Đây các bạn kết nối ví ở cái phần này Và sau đó các bạn sẽ mua được bằng đồng BNB Các bạn nhập số lượng ở phần này và mua Thì sau cái sự kiện phê lên của Fantasy Minter thì con game này vài ngày sau nữa sẽ công bố sẽ chính thức cho ra mắt cái bản game, nhớ bạn và sẽ có chế độ PvE cho các bạn, thì các bạn có thể theo dõi những cái kênh social media của Fantasy Manager để cập nhật nhanh nhất về các uh, sự kiện sắp tới của game. Thì nếu mà các bạn thấy video này hay hãy cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình và mình có tạo một cái group telegram cộng đồng, các bạn có thể tham gia vào đó để chúng ta cùng nhau giao lưu, chia sẻ, trao đổi và cập nhật cái NFT game và xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau